Chào các bạn đã đến với bài số 38. Bài số 38 chúng ta sẽ làm việc với date ở trong SQL. Thì date là một trong những cái phần khó nhất, những cái phần phức tạp hơn để làm việc với ngày tháng. Date thì nó có date và date time. Để chắc chắn rằng format của date đúng khi mà các bạn insert hoặc bạn update cái giá trị ở trong database thì chúng ta sẽ phải có kiến thức về date. Thì date là Date data type, tức là giá trị cái kiểu dữ liệu date này ở trong SQL thì nó sẽ có một số các cái kiểu như sau. Chúng ta có date thì nó chỉ lưu cái giá trị ngày tháng năm thôi. Format của nó mặc định chuẩn sẽ là bốn số đầu tiên của năm gạch ngang xong đến tháng và gạch ngang sẽ đến ngày. Tháng và ngày có hai chữ số và năm có bốn chữ số. Đấy là date. Nó chỉ lưu date này thì phù hợp với những cái ngày mà chúng ta chỉ cần lưu đến ngày thôi, không cần lưu đến giờ, phút giây. Ví dụ như ngày sinh chẳng hạn, chúng ta chỉ cần lưu date thôi. Còn date time thì chúng ta sẽ có format của ngày tháng năm tháng ngày cộng với giờ phút giây. Thì cái này nó phù hợp với những cái cột kiểu dữ liệu, những cái kiểu dữ liệu mà những cái cột mà có một chính xác đến ngày phút giây, như ngày ngày thêm sản phẩm, ngày đặt hàng, giờ đặt hàng, hoặc là những cái giờ chấm công chẳng hạn, thì nó sẽ phải chính xác đến tận từng phút từng giây. Small date time là gì? Thì date time, small date time, timestamp nó là một cái kiểu dữ liệu, nó trả về một cái số duy nhất, nó chứa danh sách, nó tổng số giây của một thời gian, từ thời gian nào đến thời gian nào, khoảng cách số giây giữa hai khoảng thời gian, hoặc thì tức là ví dụ như là đến thời điểm hiện tại chúng ta từ năm 2018 tháng 7, thì vậy thì để từ đây đến năm công nguyên là bao nhiêu thì nó có thể tính ra tổng số, thì nó sẽ đưa ra cái timestamp đấy, nó sẽ là một cái số duy nhất. Thì để so sánh giữa hai cái date time và small date time thì chúng ta sẽ đi vào cái doc của Microsoft. Chúng ta nhìn thấy doc này là chuẩn nhất, chúng ta sẽ vào phần SQL. Chúng ta thấy là trong cái phần date thì cú pháp của nó đây, sử dụng của nó đây, cách sử dụng đây, create table column date, nó rất dụ rõ ràng và đang mặc định cái string theo format này thì insert được ngay, ví dụ như là năm tháng ngày. Và range của nó, tức là miền của nó, sẽ từ ngày 1 tháng 1 năm 0001, tức là ngày đầu tiên của công nguyên, cho đến ngày 31 tháng 12 năm 9999. Đó, thì đấy là date time, à đấy là date. Còn date time thì nó cũng range, theo range của nó sẽ chỉ từ ngày 1 tháng 1 năm 1753 cho đến 31 tháng 12 năm 9999. Range của time sẽ là từ 0 giờ 00 phút cho đến 23 giờ 59 phút 9597. Và chúng ta nhìn thấy là nó sẽ mặc định của nó khi mà không thêm gì, nó sẽ là năm 1 tháng 1 năm 1900. Bởi vì là giá trị này vẫn nằm ở trong cái range 1753 đến 999, đúng không? Nhưng còn date time hai thì chúng ta sẽ có một kiểu date time hai nữa mà nó cho phép thêm số 2 đằng sau, và nó sẽ bắt đầu từ năm 1 tháng 1 năm 0001 đến 31 tháng 12 năm 999. Nhưng cái range của nó từ 023 đến 0 đến 23 giờ 59 999. Tức là nó sẽ rộng hơn cái range kia của thằng date time. Đó, thì date time 2. Rồi tiếp theo là date time offset, thì ngoài date time ra nó còn chứa thêm cả múi giờ nữa, time zone nữa. Đấy chính là date time offset, khi mà chúng ta muốn lưu múi giờ của một cái giờ nào đấy thì chúng ta sẽ cần. Trong khi small date time thì nó có range từ mùng 1 tháng 1 năm 1900 thôi đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2079. Đó. Đấy chính là sự khác nhau. Thằng kia thì 0001, thằng này thì small, nó chỉ lưu một cái khoảng thời gian nó tính là hiện tại từ 1900 trở đi thôi. Thì các bạn sẽ tùy chọn cái kiểu time, date time nào mà các bạn muốn lưu, chứ không phải là chúng ta dùng tất cả đều date time. Kiểu time này thì chúng ta sẽ chỉ lưu cái time của ngày thôi. Ví dụ như là chúng ta muốn lưu cái giờ chúng ta check in, nó chỉ cần lưu ngày giờ thôi, chúng ta không cần lưu cả ngày làm gì cả đó, hoặc là ca làm việc
Đấy. Hoặc là cái giờ mà chúng ta muốn start một cái job nào đấy thì đây chính là cái các cái kiểu dead time chúng ta phân biệt được. À, khi làm việc với date thì chúng ta nên bỏ qua time đi để chúng ta so sánh ngày dễ hơn. Ví dụ như là chúng ta lưu chúng ta sẽ tìm kiếm một cái order date. Chúng ta sẽ tìm kiếm một cái order date ở trong bảng order. Ở đây chúng ta sẽ lưu dạng date này, chúng ta không lưu dạng date time thì chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ lấy ra như nào? Chúng ta sẽ lấy ra sao from order where, đúng không? Date, order date bằng giờ chuẩn của nó sẽ là ngày 2018 07 17, đúng không? Đây xếp như này nó sẽ ra được một bản ghi đó, thì các bạn sẽ phải xếp, nên xếp theo cái chuẩn năm tháng ngày này thì nó sẽ ăn được ngay. Nếu các bạn để date time thì các bạn sẽ phải lấy ra cái kiểu date nếu so sánh, muốn so sánh. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ tạo ra một bảng order, đúng không? Chúng ta có một bảng order. Chúng ta có thể từ cái bảng này chúng ta có thể tạo ra được một cái câu lệnh insert như thế này. Rất hay. Chúng ta câu lệnh insert này chúng ta sẽ có đủ drop table order. Các bạn nhìn thấy là date chúng ta sẽ đổi thành date time đi. Đúng không? Chúng ta sẽ insert into to order value 1 này. Order number là 00 à 100 này. Or date, ví dụ chúng ta để get date là giá trị mặc định của ngày hôm nay. Đây một cái hàm. Thì chúng ta sẽ nói về các cái hàm. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có bảng ghi số 2 mã 2000. Chúng ta có insert vào ngày số 2018 07 16 giờ là 10 giờ 20 20 giây. Đó, chúng ta select sao from order, đúng không? Chúng ta nhìn thấy là có 2 ngày và đây chúng ta có giờ phút giây. Như vậy chúng ta sẽ select ra như thế này. Select ra tất cả các order where order date bằng 2018 17 07. Như này, chúng ta select ra. Nó không ra giá trị nào cả. 2018 07 17. Vậy là 5. Không ra giá trị nào bởi vì nó có cả time. Có cả time thì ở đây chúng ta sẽ phải select theo cả time thì nó mới ra được. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta muốn tìm theo ngày không ấy thì chúng ta sẽ nên chỉ cần, hoặc là chúng ta sẽ phải cắt ra. Chúng ta sẽ phải cắt ra cái giá trị này để lấy mình date không. Như vậy thì chỗ này có nghĩa là chúng ta sẽ không được sử dụng cái giá trị nguyên. Vậy việc so sánh sẽ phức tạp đi. Đó, cho nên là khuyến cáo chúng ta sẽ dùng date thôi nếu chúng ta chỉ cần lưu đến dạng date. Tiếp theo là chúng ta sẽ lưu đến xem này các cái hàm, cái function. Thì function là gì? Thì function nó là một cái giống như là cái method ở trên lập trình của đối tượng, nó thực thi một cái tác vụ nào đấy. Nó cũng có đầu vào và có đầu ra. Chúng ta cũng gọi nó với các cái tham số giống như getDate này là một cái tham số mà không một cái hàm không có tham số là getDate vẫn có hai dùng ngoặc đơn này. Trong SQL nó hỗ trợ rất nhiều các loại hàm. Có một số hàm chính ở đây là DateAdd. GetDate thì chúng ta nhìn thấy rồi là chúng ta lấy ra giá trị hiện tại. Current timestamp nó cũng lấy ra cái date time hiện tại. DateAdd thì là trả về một cái date sau bao nhiêu, tức là chúng ta ví dụ ở đây trong trường hợp chúng ta muốn select ra một cái ngày. Select ra một cái ngày ở đây chúng ta chỉ cần select thôi. Ví dụ như là chúng ta có GetDate đúng không? Chúng ta có lấy ra ngày hiện tại là 17 tháng 7. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn tất cả những cái ngày hiện tại, bây giờ chúng ta sẽ muốn có một cái ngày expiry date cho thằng khách hàng,
chúng ta có cộng thêm 10 một 365 ngày nữa thì chúng ta sẽ có như nào? Chúng ta sẽ có get date đúng không? Chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái ngày mới mà cộng vào đấy 365 ngày, chúng ta không thể cộng thêm kiểu kia được. Ta sẽ dùng date add interval, tức là cái kiểu của nó. Cái kiểu của nó sẽ là gì? Cộng thêm ngày, cộng thêm tháng hay cộng thêm năm? Ví dụ cộng thêm đây, chúng ta sẽ cộng 300 cộng ngày này. Số lượng là bao nhiêu? Số lượng là 365 ngày. Như vậy trong này nó sẽ tạo ra một output của nó sẽ ra một cái ngày sau ngày hiện tại 365 ngày. Thì nó nhìn thấy là chính là 17 tháng 7 năm 2019. Đây chính là date add. Chúng ta có thể cộng trừ đi 365 ngày, chính là 2017 năm 2017. Đây chính là date add. Chúng ta cũng có thể là add theo tháng. Ví dụ cho cái thằng expiry date của nó lấy ra một ngày là expiry date, ví dụ cho cộng thằng này mua 3 tháng thôi, chúng ta sẽ để vào month, tức là chúng ta sẽ cộng cho nó 3 tháng từ 17 tháng 10 sau 17 tháng 7. Đấy chính là cái làm date add này. Nó có thể tự cộng year. Thì cái hàm này của chúng ta sẽ có thể truyền vào date, month, year, giờ, phút, giây, tùy theo cái mục đích mà chúng ta muốn làm. Cho nên các bạn có thể tra cái hàm date add. Và date deep thì lại là hay hơn, là cũng hay, nó sẽ cho phép chúng ta có thể lấy khoảng cách giữa hai ngày. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có date deep. Chúng ta muốn tính toán cái số ngày giữa cái ngày hiện tại với từ nay đến cuối năm sẽ là ngày 28 và ngày 12, 31 đúng không? Từ nay đến cuối năm còn bao nhiêu ngày nữa? Thì chúng ta sẽ date deep cái đây 167 ngày nữa. Đây là different, so sánh. Và chúng ta có thể so sánh xem từ nay đến cuối năm còn bao nhiêu tháng nữa, 5 tháng nữa, hoặc year thì nó sẽ là không đó. Thì đấy là date deep, chúng ta so sánh khoảng cách giữa hai ngày. Cái này cũng rất là hay trong cái quá trình mà chúng ta muốn ví dụ chúng ta muốn tính toán xem là thằng này còn bao nhiêu ngày nữa thì hết hạn thành viên chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái date deep này thì chúng ta biết là ngày hiện tại cho đến cái ngày expiry date của nó là ngày nào. Ví dụ ngày hết hạn của nó đây và ngày expiry date của nó là ngày này, nếu nó lớn hơn không tức là thằng này đã hết hạn đó. Chỗ này là ví dụ đây, ngày expiry date đây, ngày hiện tại của nó đây, thì nó còn bao nhiêu ngày để hiển thị lên trên cho người dùng biết là nó có bao nhiêu ngày. Chúng ta thường dùng date deep. Chúng ta cũng có date path để lấy ra một phần của cái ngày tháng. Ví dụ ở đây chúng ta select ra, muốn lấy ra cái date path. Hàm của chúng ta nhìn thấy nó có chìa trả về kiểu in này và có hai tham số. Một tham số đầu tiên chúng ta interval, ví dụ như là chúng ta muốn lấy date path của ngày hiện tại là ngày đây, chúng ta sẽ lấy đây và của get date thì cái đây này của nó sẽ là ngày 17, còn month sẽ là ngày tháng số 7. Đấy chính là lấy ra một phần của ngày tháng, hoặc là chúng ta cũng có thể lấy ra cái giờ. Chúng ta có thể dùng các ký tự HH, O hoặc là cũng được, không cần thiết phải phải cả chữ H O. Ví dụ như man chúng ta sẽ có M cũng lấy được thay vì man đó. Đấy chính là cái date path. Ngoài ra chúng ta có get date này, get UTC date thì là lấy ra cái giờ UTC. Ở đây chúng ta nhìn thấy là get UTC date chính là cái giờ của múi giờ chuẩn của nó bây giờ sẽ là 0 giờ, bởi vì mình là GMT cộng 7 thì mình sẽ trừ 7 đi, thì múi giờ của nó sẽ là múi giờ cộng 0 của nó sẽ là múi giờ chuẩn, nó sẽ là 0 giờ 17, tức là đang lấy ra cái giờ của múi giờ cộng 0. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ lấy cộng tham số của chúng ta là cộng 7 sẽ là 10, sẽ là 7 giờ đó, UTC. Đấy, còn lại thì tất cả những cái hàm này thì chúng ta sẽ lấy được ra những cái month hoặc year của ngày, của cái ngày nào đấy. Đấy chính là các cái hàm để làm việc với date.